Thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói thi chung hữu họa, tức là trong thơ đã có họa. Và người ta cũng nói bức tranh âm nhạc, tức là người nhạc sĩ vẽ nên bức tranh bằng âm thanh. Nghệ thuật nói chung là sự dung hợp cảm xúc và tư duy sáng tạo của con người cầm kỳ thi họa trời cho. Song cũng có người trời cho hơi nhiều như Paganini, Leonardo da Vinci, cùng một lúc mang trong mình nhiều con người đầy tài năng sáng tạo, như một dãy núi có nhiều ngọn núi. Còn ở nước ta, văn cao được xem như dòng sông ba nhánh, người nghệ sĩ của ba ngọn núi, thơ, nhạc, họa. Song chỉ nói về các nhạc sĩ vẽ, vừa nổi tiếng về nhạc, vừa nổi tiếng về họa, thì có thể kể đến Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Đức Toàn, Trịnh Công Sơn. Bốn nghệ sĩ này là bộ tứ bình hội họa trong làng nhạc. Căn gác bình dị và cũ càng này chính là quán trọ trần gian của người nghệ sĩ đa tài Văn Cao suốt 40 năm cuối đời. Một con người có thân hình nhỏ thó lại mang trong mình một trái tim sáng tạo lớn lao. Nghệ thuật của Văn Cao là từ nỗi buồn cô đơn thốt lên tiếng gọi thiết tha về cuộc sống. Từ điệu buồn tàn thu, thu cô liêu, phiêu bồng tới chốn thiên thai, suối mơ, rồi từ điệu hùng tráng của chiến sĩ Việt Nam tiến quân ca Trường Ca Sông Lô, lại quay về với tiếng reo nén thầm của mùa xuân đầu tiên ngày toàn thắng. Có thể nói, Văn Cao là người nghệ sĩ đã thắp sáng giấc mơ để soi tỏ hiện thực, và ông cũng chính là người đã chắt lọc mạch nguồn hiện thực để tạo ra suối mơ lai láng hồn người. Sinh tôi ra đã có Hải Phòng, đầu nhà mới trồng cây mận, bãi sú bồi thành bến, nhà máy xi măng đã dựng bên sông. Những câu thơ mở đầu Trường Ca, Những Người Trên Cửa Biển, nhắc một tuổi thơ ông thời không có quê hương. Nghe đâu như Thái Bình, Hà Nam, Phủ Lý, như Nam Định, ruộng đất mênh mông trong tiếng hát, quê mẹ quê cha cách một vườn trầu. Ông làm thơ, viết nhạc, tham gia đoàn hướng đạo sinh từ thành phố cửa biển này, và ông vẽ. Năm 20 tuổi, Văn Cao đã có tranh bày trong triển lãm duy nhất 2 lần với các bức tranh Cô Gái Dậy Thì, Sám Hối, Nửa Đêm và Cuộc Khiêu Vũ của Những Người Tự Tử, gây chấn động dư luận trước cách mạng tháng 8 năm 45. Với một phong cách tiếp cận lập thể như một họa sĩ tiền phong tham gia kháng chiến, ông vẽ không nhiều, nhưng bức tranh Cổng Làng của ông là biểu hiện của một tài năng hội họa lớn, có tác dụng khai phá mở đường. Và hội họa tân kỳ của ông ngày càng được khẳng định với một số tác phẩm qua bố cục và màu sắc rất là Văn Cao, không lẫn vào đâu được. Bức Leo Cột Mỡ là một kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại. Nhiều bức chân dung đạt đến trình độ mẫu mực như bức chân dung vợ ông già cầm can, Đặng Thái Mai, ông Lâm Cà Phê, Cô Gái Đánh Đàn. Anh Văn Cao thì là một người nghệ sĩ mà trong lịch sử đã có nói rằng là đa tài, nhiều tài. Thì anh Văn Cao làm nhạc, làm thơ, viết cả văn. Và cuối cùng là vẽ. Những tư tưởng của anh Văn Cao về hội họa là những cái tư tưởng quán xuyến hơn, và những cái tư tưởng đó là có ảnh hưởng đến nghệ thuật âm nhạc và nghệ thuật thơ ca của anh.
theo tôi, mà nói đúng hơn là cái tâm hồn nghệ sĩ của anh Văn Cao là siêu thực. Đến bây giờ thì người ta thấy rằng điều đó không có lỗi gì cả. Cũng như các nhà siêu thực ở trên thế giới làm thơ thì như Aragon, như Éluard, vẽ thì như là Dali, hoặc là một thời kể cả Picasso nữa chẳng hạn. Thì đấy là tâm hồn siêu thực, tức là một cái tâm hồn muốn thoát ra ngoài cái thực để đi tìm một cái sự thật, một cái nung nấu ở trong tâm hồn mình thôi. Văn Cao còn mở ra một phong cách độc đáo cho tranh minh họa và bìa sách. Trong lĩnh vực nào, tranh ông cũng giàu chất thơ và nhạc. Con người thơ nhạc họa Văn Cao là một sự kết hợp của chân thiện mỹ, luôn mang tới cho con người những khát vọng của yêu thương. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc lớn hơn Văn Cao 4 tuổi. Ông theo học hội họa từ thời còn trẻ, rồi bỏ dở hội họa, bước vào con đường âm nhạc. Nhưng hình như hội họa và âm nhạc đối với ông mãi mãi là một mối tình thủy chung không bao giờ dứt được. Từ cuối những năm 30, ông vừa làm nhạc công lưu diễn khắp trong nước, vừa vẽ tranh. Hai bản nhạc Lời Du Tử và Cô Lái Đò phổ thơ Nguyễn Bính đã làm cho tên tuổi ông nổi tiếng trong lớp thanh niên giàu tâm hồn lãng mạn thuở bấy giờ. Bước vào kháng chiến chống Pháp, âm nhạc của ông thấm đẫm chất anh hùng ca khỏe mạnh và hào hùng. Những bản nhạc Chiến Sĩ Sông Lô và Bình Ca bộc lộ tài năng của một nhạc sĩ thấm nhuần kỹ thuật sáng tác châu Âu nhưng lại rất giàu màu sắc Việt Nam. Xuân đã đem mong nhớ trở về, lòng cô gái ở bên sông kia. Cô hồi tưởng lại ba xuân trước, trên bên cùng ai đã nặng thề. Nếu như trong âm nhạc, Nguyễn Đình Phúc đã dồn tâm huyết cho những tác phẩm giao hưởng lớn để miêu tả cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc như Giao Hưởng Việt Nam Đang Nở Hoa và Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do, thì trong hội họa, ông lại hướng cây cọ của mình vào những nét nhấn trên gương mặt của những bạn bè văn nghệ sĩ trong thể loại chân dung. Hàng loạt bức chân dung ông vẽ trong nhiều năm thể hiện một cái nhìn đôn hậu, hóm hình và vui tươi như chính tình yêu của ông trước cuộc đời nghệ sĩ. Nghệ thuật làm méo hình để lột tả thần sắc bên trong của những mặt người tạo nên những nhịp điệu độc đáo trong hội họa Nguyễn Đình Phúc. Xem tranh ông vẽ, tưởng như nghe được cả hình khối lẫn sắc màu đang tấu lên những điệu nhạc vui sau bao dâu bể cuộc đời. Có lẽ đấy cũng chính là quan niệm sống và quan niệm sáng tác của ông. Nghệ thuật là sự giao hòa giữa hình khối, sắc màu và nhạc điệu. Thưa bác, là một nhạc sĩ đồng thời là một họa sĩ, bác có thể cho biết sự quan hệ giữa hai loại hình nghệ thuật này trong sự nghiệp sáng tác của mình? Người đời biết nhiều về tôi là nhạc sĩ
là bởi vì tôi có một số bài hát mà người ta thích, được phổ biến rộng rãi. Nhưng mà người ta, ít người biết tôi là vẽ tranh là nghề chính của tôi cơ. Tôi bắt đầu bằng vẽ tranh. Nhưng tôi đang đi học thì là tôi bị đuổi. Đi đuổi năm 1942 thì năm 1943 lại tôi được giải nhất Đông Dương về vẽ. Thế còn về nhạc thì đồng thời tôi cũng nổi tiếng lúc bây giờ bằng bài Cô Lấy Đò và bằng bài Lời Du Tử. Hai cái đó thì nó quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Cho nên người ta thường xem tranh của tôi, ta bảo trong tranh của tôi thì có nhạc. Ngược lại nữa là trong nhạc của tôi thì có họa. Bác có thể cho biết là trong quá trình sáng tác của mình ấy, có bao giờ những cảm xúc được nảy lên từ hội họa sau đó chuyển thành âm nhạc hay không? Cái này rất có thể, bởi vì nó đã quan hệ chẳng chịt với nhau mà. Ngay khi tôi làm sáng tác bài Lời Du Tử nhé, thì bài Lời Du Tử của tôi là do tôi muốn đi khắp Trung Nam Bắc để đoàn kết đồng bào mình lại với nhau, cho nên mới sáng tác cái đó. Thế ngoài bìa là tôi vẽ. Cái tranh là tôi kéo violon sen, có cái cần nó mới nối vào cái đàn nguyệt. Thế như thế thì tức là muốn là Đông Tây Kim Cổ giao duyên, tức là đoàn kết với nhau. Thế thì tức là cái họa ngay từ bây giờ nó đã là ảnh hưởng đến cái nhạc. Đấy. Thế ngược lại nữa vậy, cái nhạc đấy nó do đó nó cũng ảnh hưởng của cái họa, và hai cái là nó hỗ trợ cho nhau. Có lẽ không hẳn vì yêu Cô Lái Đò mà ông mê luôn cả sông nước thuyền buồm. Có một lẽ tự nhiên nào đó của sự hòa nhập với thiên nhiên từ trong tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ. Ông tìm thấy trong thiên nhiên sự tĩnh lặng không lời, và ông nhận ra sự chuyển động âm vang trong những bức tranh tĩnh vật. Xuân đã đem mong nhớ sông hiền, cô hồi tưởng lại ba xuân trước trên bến cùng ai đã nặng thề, nhưng rồi người khách tình quân ấy đi biệt không. Với bên sông đã mấy lần xuân trôi mãi, mấy lần cô lái mòn mỏi chờ. Xuân này đến nữa đã ba xuân, đốm lửa tình duyên tắt ngồi dần. Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi, cô đành lỗi ước với tình quân. Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông, cô lái đò đi lấy chờ. Vắng bóng cô em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sờ. Tìm cái tĩnh trong cái động và tìm cái động trong cái tĩnh, ấy là Nguyễn Đình Phúc đang bước sang ngưỡng cửa tuổi 80. Mắt như muốn thâu tóm không gian và đôi môi mấp máy như sắp nói điều gì, đấy là Nguyễn Đức Toàn ngoài đời trong tranh và trong âm nhạc. Xem tranh và nghe nhạc của ông, không ai nghĩ rằng ông đã vào tuổi
Thất thập cổ lai hy. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn vốn đã nổi tiếng với rất nhiều tình khúc, nhiều bản giao hưởng và công sức tô mà ông viết trong nhiều năm qua. Trong 20 năm trở lại đây, ông đã trở về với thế giới tạo hình mà ông đã từng bước vào thời trai trẻ. Cũng như nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, nhiều người nói đùa rằng với hai nghệ sĩ Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Đình Phúc, thật khó phân biệt đâu là tay phải và đâu là tay trái. Nguyễn Đức Toàn học vẽ trước khi học nhạc, và ông vẽ trên mọi đề tài như một cuộc du chơi trong nghệ thuật với nhiều chất liệu khác nhau, bột màu, thuốc nước, sơn dầu. Nhưng sơn mài mới chính là sở trường của ông. Những bức tranh như khắc họa chính những tác phẩm âm nhạc mà ông đã cống hiến cho đời. Một bức tranh Việt Bắc gợi nhớ bài hát Quê em miền Trung Du, hào hùng và tươi sáng. Một chân dung thiếu nữ gợi nhớ về người con gái thân thương trong giai điệu Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Một con đường Trường Sơn như vươn lên trong nhịp điệu gấp gáp của bài ca Người lái xe. Một bức vẽ phố cổ có gì liên quan đến Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Và ta thấy biển trong tranh của ông đang hát lên rạt rào tình em biển cả. Nguyễn Đức Toàn có tài khắc họa những đường nét tâm hồn vào tranh, vào nhạc. Nét vẽ của ông rắn giỏi, khúc chiết. Nét nhạc của ông cuộn sóng mượt mà. Ông có nhiều tác phẩm âm nhạc gắn liền với cuộc sống chiến đấu lao động và dựng xây trên những chặng đường vẻ vang của đất nước. Ông có những cuộc triển lãm riêng của riêng mình, và không ít tranh ông đã vào bảo tàng mỹ thuật hoặc các bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước. Ông cũng là người có nhiều bài viết đề cập đến những suy nghĩ về đời sống và nghệ thuật. Dù đã 70 tuổi, đại tá, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Toàn vẫn còn ấp ủ nhiều dự định sáng tạo, không chỉ cho đời mà còn để vui sống với chính mình. Và thực sự, những tác phẩm của ông đã đi vào đời sống và được công chúng đủ các lứa tuổi thừa nhận. Ông được đào tạo từ trường Đại học Mỹ thuật Đông Dương và trưởng thành từ đấy. Nhưng tại sao ông lại theo đuổi con đường sáng tác âm nhạc của ông? Kể ra mà thì nhiều khi mình không chủ động được, mà do cái hoàn cảnh. Giờ thì từ họa chuyển sang nhạc, hoặc là từ nhạc chuyển sang họa. Những cái năm mà đầu cách mạng tháng 8 ấy, thì có thể nói là
cái việc vẽ phong cảnh, vẽ người, vẽ tất cả cái công việc của họa sĩ là khó khăn. Tôi cùng với Đỗ Nhuận lập một cái đoàn ca nhạc, vừa đi biểu diễn vừa sáng tác. Thế từ đấy nó hình thành dần dần thành ca nhạc sĩ. Qua cái 9 năm kháng chiến xong rồi thì tôi lại, không, lúc đó tôi cũng có thỉnh thoảng vẽ, nhưng mà là vẽ báo quân du kích, rồi vẽ báo Việt Bắc các thứ đấy thôi, chứ còn không có chính thức vẽ tranh. Thế sau mãi sau này, sau kháng chiến Trung Pháp rồi thì hòa bình lập lại, tôi bắt đầu tôi vẽ, rồi lúc vẽ lúc không. Nhưng mà cũng may là gặp những anh em mà trước khi cùng học mà thì có khuyên là không nên bỏ mà nên tiếp tục vẽ. Thế từ đấy thì cứ vừa tay trái tay phải, lúc nào lúc thì vẽ, lúc thì làm nhạc, rồi hai cái nghề nó cứ song song. Ông sáng tác cả hai lĩnh vực âm nhạc và hội họa, thì hai lĩnh vực này nó cứ giúp bổ trợ cho nhau trong cái công việc sáng tác không không? Mối quan hệ giữa âm nhạc và hội họa nó rất gắn bó. Nói ví dụ vấn đề hòa thanh trong âm nhạc chẳng hạn, những hợp âm nó liên tiếp, lúc thì sôi nổi, lúc thì nhẹ nhàng, khi thì sáng, khi thì tối, tất cả cái chuyện đấy lại có ở trong cái hòa sắc của hội họa. Lúc thì nó dịu, lúc tương quan màu sắc mà nó gần gũi nhau, lúc thì nó rất là đối tỉ, vân vân. Dù nó cũng tối cũng sáng cũng mảng màu các thứ, nó rất giống nhau. Cho nên là lắm lúc tôi viết nhạc cứ y như là mình đang vẽ, mà mình lúc lắm lúc mình vẽ thì cũng cứ giống như mình đang viết nhạc. Đấy. Hay là đường nét, đường nét màu sắc, đường nét của một bản nhạc ấy, nó phải như thế nào, lúc bằng phẳng, lúc thì trau chuốt, lúc thì gồ ghề. Thế cũng như bức tranh, đường nét trong tranh cũng vậy. Thế hoặc là những cái cuối cùng của vấn đề mà là nó phải vang lên. Tranh cũng như nhạc, sau khi vẽ rồi mà anh phải thấy nó vang lên, vang lên, nảy lên cái gì của tâm hồn con người. Công Sơn, dù cất lên ở đâu đó, người ta vẫn nhận ra, không lẫn vào ai khác. Ông đã có trên 500 ca khúc, và nhiều bài trong số đó đã nhập vào bộ nhớ của hàng triệu con người. Nhưng ông vẫn dành thời gian cho những ngẫu hứng hội họa. Ông thường vẽ thiếu nữ, vẽ chân dung bạn bè và vẽ tĩnh vật. Cũng có lần, ông đã phải ngừng viết nhạc để tung sắc màu vào bút vẽ. Màu của ông thường trong và sang, nét của ông tài hoa và bay bướm. Trịnh Công Sơn đã có một phòng triển lãm mà khi kết thúc tranh không còn một cái nào, mà người muốn mua tranh của ông thì chưa hết. Có thể người ta yêu tranh của ông, cũng có thể người ta yêu tên của ông, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cả hai điều có thể ấy chứng tỏ sức thuyết phục của một tài năng hiện diện trong đời sống tâm thức của giới mộ điệu âm nhạc và hội họa nước ta. Trịnh Công Sơn mang dòng máu Huế, nhưng sinh ra ở Đắk Lắk và dạy học ở Lâm Đồng. Sau khi sáng tác bài hát đầu tiên có tên là Ướt Mi năm 1958, ông bắt đầu nổi danh và về sống ở Sài Gòn như một chàng du ca
hát về thân phận và tình yêu. Chính trong thời gian này, ông đã sáng tác những ca khúc phản chiến và tham gia vào phong trào hát cho đồng bào tôi nghe bằng bài hát Nối vòng tay lớn rung động lòng người. Tròn 40 năm sáng tác ca khúc, với hàng loạt bài hát nổi tiếng như Biển Nhớ, Hạ Trắng, Diễm Xưa, Ca Dao Mẹ, Một Cõi Đi Về, Chiều Trên Quê Hương Tôi, Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, vân vân. Trịnh Công Sơn cũng đã để lại hàng trăm bức tranh chia sẻ cái đẹp cùng mọi người. Trên giá vé của ông hôm nay vẫn tiếp tục ra đời những bức tranh mới. Nhìn con người gầy ốm của ông, có cảm giác như ông đang phát hồn mình cho những tác phẩm âm nhạc và hội họa. Vâng, bởi người nghệ sĩ yêu quá cuộc đời nên luôn thấy hồn mình là thác đổ, là sóng trào. Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa từ vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa. Đời ta có khi từ lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về. Ngày xuân dần nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là tháng đổ, tình ra có khi còn nghe. Nhiều đêm thấy ta là tháng đổ, tình ra đối với các nhạc sĩ vẽ tranh, dù là Văn Cao, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Đức Toàn, Trịnh Công Sơn hay là ai khác, thì hội họa đối với họ như là sự cứu rỗi những phút giây âm nhạc không thể nào cất tiếng. Âm thanh và sắc màu cứ quấn quýt vào nhau như những tiềm ẩn được nung nấu trong tâm hồn nghệ sĩ. Từ âm thanh tới sắc màu, hay từ sắc màu tới âm thanh, đều chính là cứu cánh của nhau và cũng là cứu cánh cuối cùng của những người nghệ sĩ đa tài.